Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Meta.vn mua sắm trực tuyến. Quả tuần hoàn không khí là một khái niệm khá mới với một số người, nhưng mà gần đây thì thường được nhắc đến và chú ý nhiều hơn nhờ cải thiện chức năng làm mát này, luân chuyển và lưu thông không khí. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc quạt tuần hoàn không khí Media RFF070R0APBH các bạn nhé. Trước hết thì chúng ta hãy cùng so sánh về quạt tuần hoàn không khí và quạt thông thường. Thì quạt tuần hoàn không khí thường có kích thước nhỏ gọn hơn và phần lồng quạt cũng như là cánh quạt của quạt tuần hoàn không khí thì có thiết kế đặc biệt hơn với thiết kế xếp dạng xoắn. Về thiết kế bên ngoài thì chiếc quạt tuần hoàn không khí Media 070R0APBH có trọng lượng là 5kg, cao 108cm và có sải cánh là 28cm. Chiếc quạt này có phần chân đế tròn rất là vững chắc, giúp quạt vận hành êm ái, ổn định, tránh bị nghiêng đổ. Ở bên ngoài thì thiết kế giống như một chiếc quạt cây thông thường. Và chiếc quạt tuần hoàn không khí Media này thì có phần nhựa rất là cứng cáp và dễ dàng lau chùi cũng như là vệ sinh. Quạt thì hoạt động với công suất là 35W thôi nên là vận hành rất là êm ái và bền bỉ. Hơn nữa thì phần chân đế tròn vững chắc như vậy thì giúp quạt đứng vững ở trên mặt phẳng và cũng không bị gây tiếng ồn. Bảng điều khiển của chiếc quạt tuần hoàn này thì bảng điều khiển với các nút cảm ứng rất là dễ sử dụng. Đây là nút nguồn bật tắt quạt. Sau đó thì các bạn có thể chọn tốc độ gió 1, 2, 3. Và nhấn giữ 3 giây để chọn chế độ tuần hoàn không khí. Chế độ đảo chiều ngang trái phải 85 độ. Đảo chiều dọc lên xuống lên đến 135 độ. Và các bạn nhấn giữ 3 giây để chúng ta có thể cài đặt hẹn giờ. Và thời gian hẹn giờ của quạt này lên đến 7 tiếng. Và chiếc quạt này cực kỳ tiện lợi khi mà có đi kèm điều khiển từ xa. Các bạn cũng có thể điều chỉnh các chức năng tương ứng rất là tiện lợi như thế này. Về nguyên lý thì chiếc quạt tuần hoàn không khí này hoạt động bằng cách luân chuyển không khí với cột gió xoắn ốc do thiết kế của phần cánh quạt. Do đó thì không khí trong phòng luôn được lưu thông và mang đến cảm giác dễ chịu cho người dùng. Quạt này thì rất là phù hợp nếu như chúng ta sử dụng trong phòng có điều hòa với một luồng gió duy nhất, thì nếu như người ngồi cạnh điều hòa sẽ bị phả hơi lạnh vào và cảm thấy khó chịu, khô mũi. Nếu như ai không được khỏe thì sẽ cảm thấy rất là khó chịu và bí bách. Do vậy nếu như chúng ta sử dụng thêm quạt tuần hoàn không khí thì sẽ là một giải pháp hiệu quả, giúp mà hơi lạnh được phân bổ đồng đều trong phòng, mang đến cảm giác dễ chịu. Tương tự thì đối với mùa đông, nếu như chúng ta sử dụng đèn sưởi mà sử dụng thêm chiếc quạt tuần hoàn không khí này thì cũng giúp lan tỏa hơi ấm đồng đều trong phòng, không gây bí bách và khó chịu nữa. Còn đối với mùa nồm ẩm thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm quạt tuần hoàn không khí này để đẩy những không khí tồn đọng ở trong phòng, sẽ giúp cho không khí trong phòng luôn được tươi mới và cảm thấy trong lành, dễ chịu. Nếu như các bạn không sử dụng quạt đối với các chức năng trên thì chúng ta cũng có thể sử dụng quạt tuần hoàn này như một chiếc quạt thông thường để có thể luân chuyển không khí ở trong phòng và ngoài trời, giúp cho không khí luôn được luân chuyển và cảm thấy tươi mới, dễ chịu. Như vậy chúng ta có thể sử dụng quạt tuần hoàn không khí quanh năm nhé các bạn ạ. Ngoài ra thì chiếc quạt tuần hoàn không khí Media này còn có một vị trí ở phần chính giữa để chúng ta có thể thấm tinh dầu vào bông sau đó đặt vào đây để có thể khuếch tán được những hương thơm dễ chịu cho căn phòng. Vừa rồi là thông tin về chiếc quạt tuần hoàn không khí Media RFF070R0APBH. Và nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể để lại comment ở dưới video hoặc là liên hệ tới hotline của Meta trong giờ hành chính để được tư vấn tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666 hoặc truy cập website meta.vn để có thể tham khảo về sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới.